Điều chúng mình chưa biết. Tập phim Mẹ của chúng ta. Mẹ ơi! Mẹ ơi mẹ! Hả? À, có chuyện gì vậy mèo? Mẹ ơi! Mẹ xem mèo có cái gì nè. Hả? Con bắt đâu được con chim nhỏ này vậy? Không phải mèo bắt đâu. Mèo và dài thấy chú chim nhỏ này ở công viên. Mèo muốn giữ nó lại chơi một ngày, nhưng dài không chịu, bắt phải trả ngay chim non về với mẹ. Nhân lúc dài không để ý, mèo liền chạy nhanh về nha. Mèo ơi, dài nói đúng đó. Chúng ta cần mang trả chim non về với mẹ. Nhất định chim mẹ đang rất lo lắng vì không thấy chim con đâu cả. Con vật cũng giống như chúng ta vậy, chúng cũng có tình yêu thương, tình mẫu tử đó con. Thật vậy hả mẹ? Vậy con sẽ đưa chim non đi tìm mẹ đây. Ngoan lắm. Bản năng của mẹ là luôn che chở cho con. Cái loài động vật cũng có cách riêng thể hiện cử chỉ yêu thương, yêu mến với con của mình. Không như loài người, động vật chăm sóc con theo bản năng. Những bản năng đó phần lớn được thừa hưởng từ sự chăm sóc và nuôi dưỡng từ bố mẹ. Tuy nhiên, để thích nghi và tồn tại với nhiều điều kiện thì chúng cần thay đổi cách chăm sóc và nuôi dưỡng các con nhỏ. Nhưng có thay đổi như thế nào thì mỗi loài đều có những tập tính và kỹ năng riêng, không loài nào giống loài nào cả. Đại đa số các bà mẹ khi sinh con đều trở nên hung dữ hơn lúc bình thường và chúng sẵn sàng tấn công bất cứ người nào hay con vật nào chúng cảm thấy là mối nguy hại cho con của chúng. Ví dụ như loài chó, lúc bình thường chúng rất thân thiện, cụp tai, vẫy đuôi, nhưng khi mới sinh xong, chúng trở nên hung dữ. Chỉ có những người thân trong gia đình mới đến gần được mà thôi. Còn loài mèo, sau khi mới sinh xong, từ 10 đến 12 ngày, mèo con sẽ bị mù và điếc. Mèo mẹ lập phản xạ, tìm vú cho các bé con của mình bằng cách liếm láp, thu gom chúng lại chỗ bầu sữa căng của mình. Từ 3 đến 6 ngày tuổi, mèo mẹ dạy các con của mình động tác căn bản, quan trọng như là di chuyển, leo trèo, rình mò, bắt mồi, lấy thức ăn và hàng loạt những động tác phản xạ, tự vệ cần thiết. Còn họ nhà voi thì sao? Voi cái là những bà mẹ mang nặng đẻ đau nhất trong giới động vật, bởi khi vừa ra đời, con nặng sắp xỉ 1 tạ. Voi mẹ cũng dành luôn một giải về thời gian mang thai, kéo dài 22 tháng trời. Voi con sinh ra chưa mở mắt, phải dùng vòi để cảm nhận và khám phá thế giới. Nó thật là may mắn vì chẳng những được bà mẹ chăm sóc và bảo vệ hết mình, mà còn có bà nội, bà ngoại, các cô, các dì, các chị sẵn sàng giúp đỡ trông nom luôn đó. Con thấy không méo? Con vật tuy không biết nói, nhưng chúng luôn có cách riêng để thể hiện tình yêu thương với các con của mình. Và chúng sẵn sàng hy sinh bản thân để bảo vệ con mình trước những kẻ thù săn mồi hung dữ. Dạ, mẹ biết rồi. Nhưng mà mẹ ơi, tại sao chỉ có con mẹ chăm sóc con non, chúng không có bố hả mẹ? Nó phải có con bố chứ méo. Nhưng tùy vào từng loài, có những loài chúng chỉ gặp nhau và bắt cặp vào mùa sinh sản. Sau đó thì không bao giờ gặp nhau nữa, nên con cái sẽ nuôi con của mình. Có những loài, chúng cũng biết chung thủy, một vợ, một chồng. Chúng bắt cặp và sống với nhau cả đời, nên chúng cùng nhau chăm sóc. Vì vậy, ngoài những bà mẹ vĩ đại ra, cũng có những ông bố tuyệt vời nữa đó méo à. À, thật vậy hả mẹ? Vậy mẹ kể cho méo nghe về những ông bố tuyệt vời đi. Được rồi, để mẹ kể cho. Nói đến tình mẫu tử cao quý của những bà mẹ thì chúng ta cũng không quên kể tên những ông bố tuyệt vời. Một số loài như cá chì vôi, cá ngựa và rồng biển là những ông bố mang thai thật sự trong tự nhiên.
loài cá ngựa, cá cái đưa trứng vào túi ấp của cá đực. Sau đó, con đực làm nhiệm vụ điều khiển môi trường sống của phôi trong túi ấp. Quá trình mang thai sẽ diễn ra trong vài tuần. Sau đó, các ông bố bắt đầu sinh con. Cá ngựa đực có thể sinh 1.500 con cá ngựa một lúc. Quả là một ông bố giỏi đẻ đúng không? Chim cánh cụt, chúng không làm tổ, mà thay vào đó, chúng thay phiên nhau ấp trứng dưới chân từ 2 đến 3 tháng, cho đến ngày trứng nở. Trong quá trình ấp trứng, chúng thường đứng chôn chân tại chỗ, không di chuyển đi đâu. Các cặp bố mẹ cánh cụt đứng cách nhau khoảng 1 đến 2 bước chân. Việc chăm sóc những đứa con được bố mẹ cánh cụt phân công rất bình đẳng. Chim bố lãnh trách nhiệm ấp trứng trong 2 tuần đầu. 2 tuần tiếp theo đến lượt chim mẹ. Sau đó, công tác luân phiên được tiến hành 3 đến 4 ngày một lần. Và đặc biệt nhất, phải kể đến chim cánh cụt hoàng đế, sinh sống ở nơi rất khắc nghiệt. Để các con có thể trưởng thành vào cuối mùa xuân và đầu mùa hè, chúng đẻ trứng suốt mùa đông trong điều kiện lạnh và tối, nhiệt độ âm 50 độ C, tốc độ gió 200 km/h. Khi đẻ trứng xong, chim mẹ sẽ ra biển kiếm ăn, chim bố sẽ nhận nhiệm vụ ấp trứng. Nó đứng trụ mình qua những cơn gió rít qua mình để ấp trứng. Trong quá trình ấp trứng 9 tuần, chim bố đã nhịn ăn và súc mất 45% trọng lượng cơ thể, trong khi nhiệt độ của trứng lên đến 70 độ C so với nhiệt độ ngoài trời. Đó đúng là một ông bố vĩ đại của Nam rồi, có đúng không? Wow, những ông bố thật là tuyệt vời, lại còn biết mang thai và đẻ con rất giỏi nữa. Nhưng Méo sẽ trao cúp vàng cho ông bố cánh cụt hoàng đế. Yeah. Ngoài tình yêu thương các con ra, một số loài còn biết sống bầy đàn và bảo vệ nhau nữa đó Méo à. Hả? À, tức là chúng cũng đi chơi với nhau giống Méo đi chơi với dài hả mẹ? Đúng rồi đó Méo. Nhưng mà chúng đi chung không phải đi chơi, mà là hỗ trợ nhau để sống sót, tránh những kẻ thù mạnh, bảo vệ con non và chia sẻ thức ăn cùng nhau đó. À, vậy thì thật là tốt. Ngày mai mình phải nói với dài để cậu ấy chia sẻ bánh kẹo cho mình mới được. Như vậy là rất tốt. Trong tự nhiên, một số loài cũng có tập tính sống bầy đàn, như là sói Bắc Mỹ, voi, tinh tinh, cá voi là những động vật sống rất có trách nhiệm với đồng loại. Chúng sẽ có nhiều cơ hội sinh tồn hơn khi làm việc nhóm trong việc tìm kiếm thức ăn, làm tổ cũng như là thoát khỏi sự đe dọa từ kẻ thù. Nói về chó sói, đây là một loài động vật sống thành nhóm có tính kỷ luật cao. Loài động vật này khi sống thành bầy đàn với số lượng quá lớn, có sự ràng buộc lỏng lẻo, ngay lập tức chúng sẽ tự tan ra để thành lập những nhóm khác với mong muốn tạo sự ràng buộc chặt hơn. Chó sói cũng luôn đấu tranh vì sự công bằng. Trong suốt quá trình kiếm sống, những con sói thống trị trong đàn luôn cố gắng để có sức mạnh của mình trước những con yếu hơn, để con khác luôn tỏ vẻ sự kính phục. Ở loài voi là loài động vật có tổ chức xã hội cao. Theo các nhà nghiên cứu, ở loài voi luôn trắc ẩn lòng yêu thương đồng loại. Khi một voi cái đầu đàn bị ốm, các con voi cái nhỏ luôn hầu hạ, thậm chí thay nhau cõng trên lưng cho tới khi voi cái đầu đàn bị chết. Thậm chí, chúng cùng nhau thay phiên giúp đỡ chăm sóc những bé voi nhỏ trong đàn nữa, giống như là bảo mẫu vậy. Các bạn ơi, các loài động vật cũng đang sống và có tình yêu thương, tính đồng loại. Cũng như là chúng ta, tình mẫu tử trong thế giới tự nhiên là một tình cảm cao quý, rất được coi trọng đó nha. Dù trong thân xác to lớn hay trong hình hài nhỏ bé, các con vật theo bản năng chúng luôn yêu thương và chăm sóc con của mình một cách tốt nhất. Chúng ta hãy bày tỏ tình thương đến các loài động vật này bằng cách thiết thực nhất, đó chính là bảo vệ môi trường sống cho chúng. Học cách phân loại rác, hạn chế sử dụng túi ni lông và các loại rác không phân hủy được như chai nhựa, ly nhựa. Hành động nhỏ bé mà bất cứ bạn nhỏ nào cũng có thể làm được sẽ trở thành lợi ích to lớn cứu lấy môi trường sống cho các loài động vật đó. Chúng ta hãy cùng chung tay bảo vệ động vật nha. Hả? Méo? Con đang suy nghĩ cái gì vậy hả? Méo suy nghĩ nãy giờ. Nếu bố cũng biết mang thai và sinh em bé thì mẹ sẽ bớt mệt hơn đúng không dạ? Mỗi loài sinh ra đều được tạo hóa sắp đặt cho một nhiệm vụ khác nhau. Chúng ta không nên đi trái những quy luật tự nhiên.
Với lại sinh ra méo là niềm vui lớn nhất của mẹ rồi ha. Méo cũng thương mẹ méo nhất trần đời luôn. Vậy mẹ nướng bánh táo cho méo ăn nha. Được thôi. Hai xin chào các bạn nhỏ. Ngày hôm nay dạy có một câu hỏi dành tặng cho các bạn nè. Câu hỏi đó chính là: theo các bạn, các con vật dưới đây, loài nào con đực có thể sinh con? A. Con chó. B. Con voi. C. Con cá ngựa. Và D. Con chim cánh cụt. Các bạn hãy nhanh chóng comment câu trả lời chính xác và nhanh nhất bên dưới đây để có cơ hội nhận được những phần quà vô cùng hấp dẫn nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.